Và bây giờ xin được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị. Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, quy định phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với các tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau. Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nợ một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua bán hàng hóa của người được giới thiệu đó. Từ đó chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng.